Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, tới hết tháng 6 năm 2019 đã có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trước 18 tháng so với yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm nghèo chưa bền vững vì ngoài tỷ lệ tái nghèo cao thì chênh lệch giàu nghèo chưa có chuyển biến rõ nét. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các chương trình mục tiêu quốc gia mới chỉ đạt 23% kế hoạch năm 2019. 47 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước và 5 địa phương chưa giải ngân được đồng vốn nào. Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt giải quyết những tồn tại này. Cá biệt là, như tôi nói từ lúc đầu ấy, là cái việc mà thực hiện cái quy định của luật đầu tư công trong cái chương trình giảm nghèo bền vững là còn có một số các cái khuyết điểm, các cái tồn tại. Mà vừa qua là Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản báo cáo kết quả này cho Thủ tướng và cho Phó Thủ tướng trưởng ban chỉ đạo. Chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo Bộ Lao động để phối hợp với các địa phương để chúng ta rà soát để thực hiện nghiêm cái việc này, tốt cái việc này. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với các bộ ngành đề xuất khung khổ thể chế về tín dụng chính sách từ nay đến năm 2020 và 5 năm tiếp theo, nâng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng dành cho hai chương trình mục tiêu quốc gia trên nguyên tắc không làm tăng cấp bù mà cơ bản trên cơ sở huy động tín dụng xã hội quay vòng vốn.